Năm 2022, Khánh Thủy là một trong ba đơn vị của huyện Yên Khánh được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đó, cùng với sự quan tâm của nhà nước, địa phương đã phát huy nội lực trong nhân dân để tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần tạo diện mạo mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây là đường giao thông liên thôn nằm trên địa bàn xóm 5 và xóm 7 với chiều dài hơn 1 km. Trước kia là con đường đất lầy lội khó đi. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, chỉ trong một thời gian ngắn, con đường đã được đổ bê tông kiên cố, hai bên đã có rãnh thoát nước và diện tích để trồng hoa, cây xanh. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhân dân đã đóng góp hơn 70 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Khi đã hoàn thiện thì tôi đã tổ chức trồng cây, trồng hoa để đảm bảo cảnh quan môi trường trong khu dân cư. Và song song cái việc đó là xóm đang xây dựng cái xóm nông thôn mới kiểu mẫu của năm 2022. Vì vậy nên chúng tôi đang tiến hành làm các cái cơ sở về cảnh quan rồi là trực quan, cổ động trực quan trên cái tuyến đường trong khu dân cư. Còn đây là hệ thống điện cao áp vừa được lắp đặt trên tuyến đường kéo dài từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đến chợ Tâm. Công trình do huyện đoàn và đoàn thanh niên chi nhánh ngân hàng Agribank Yên Khánh tài trợ cùng với sự đóng góp của bà con xóm 7 với số tiền hơn 300 triệu đồng vừa được hoàn thành trong tháng 11 đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân. Bà con dân nói chung của xã Khánh Thủy và cái dãy của chúng tôi đây là rất là phấn khởi vì đường điện rất sáng, bảo đảm an toàn giao thông rồi bảo đảm an ninh trật tự cho quê hương chúng tôi. Đây là rất là cảm ơn vì cái sự quan tâm của trên. Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Khánh Thủy đã huy động hàng chục tỷ đồng từ các nguồn lực khác nhau để đầu tư hạ tầng. Đến nay, hơn 90% đường giao thông liên xã, liên thôn, đường giao ngõ xóm đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Tất cả các tuyến đường được kiên cố hóa, hơn 70% trong số đó đã được nhân dân tiến hành trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường. Thì bây giờ là đường xá rồi là đường điện là tất cả mọi thứ là đều khang trang đẹp đẽ sạch sẽ thì dân của xóm 5 Khánh Thủy thì có nghĩa là quyết tâm là cùng nhau để mà xây dựng với lại mà trồng hoa trồng cây để cho nó tươi tốt nó đẹp làng đẹp xóm. Đến nay, Khánh Thủy đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao với diện mạo mới, hiện đại, đầy sức sống. Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đang dồn sức quyết tâm xây dựng Khánh Thủy trở thành một miền quê đáng sống.